Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Nguyễn Khánh giới thiệu đến quý vị về Sâu Du Nguyễn Khánh quý vị nhé. Đây này, cái hướng này là cái hướng thành phố Thủ Đô 1 quý vị nha. Cách thành phố Thủ Đô 1 chỉ 1 cây số. Và đây là cái vị trí ngày xưa người ta gọi là suối cát. Và phía này là phía đi Thuận An, V-Ship 1 hay là đi thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Còn đây là cái không gian trước cửa mặt bằng Nguyễn Khánh. Thì hiện tại mặt bằng bên Nguyễn Khánh là có chiều rộng 45m mặt tiền. Rất là rộng luôn quý vị. Thì đây là tổng kho tiếp theo tại Bình Dương. Tất cả những cái tấm ốp tường, ốp trần, sàn gỗ, sàn nhựa. Đấy, tấm ốp trong nhà và ngoài trời. Rất là rộng. Diện tích hơn 1000m. Chứa đầy đủ các cái dòng sản phẩm để cung cấp cho toàn thể quý vị và các bạn. Thì do vấn đề là nhu cầu đi lại cũng như là xe cộ, cho nên Nguyễn Khánh đã thuê một cái mặt bằng lớn như thế này để làm cái kho, để khách hàng có tới tham quan kho hay là xe cộ ra vào nó cũng rất là thuận tiện. Thì đây là trong quá trình đang làm cái đường quý vị, nên là cái đằng trước này này hiện tại người ta còn lắp cống cho nên là chưa có hoàn thiện cho lắm. Nhưng mà mặt tiền rộng, có lô góc hai mặt tiền, cho nên xe container, các dòng xe tải, xe ô tô thì đều vào trong kho được quý vị. Đấy. Thì ở trong kho này hiện tại bây giờ Nguyễn Khánh đang cập nhật tất cả những cái sản phẩm. Và bây giờ thì mình sẽ đi gần vào để cho quý vị xem trong kho hiện tại có những cái gì quý vị nhé. Thì hiện tại bây giờ Nguyễn Khánh đang có những cái tấm ốp tường, ốp trần như là tấm phẳng, tấm lam sóng hay tất cả các cái phụ kiện phào chỉ để trang trí. Thì đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam quý vị nhé. Sản phẩm tấm ốp tường, ốp trần mang thương hiệu Zico được sản xuất tại Việt Nam. Với sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam thì sẽ đem lại cho quý vị, thứ nhất là sự ổn định về lượng hàng. Cái thứ hai là chất lượng nó vượt bậc so với lại một số cái hàng ở Trung Quốc. Và sản phẩm bên Nguyễn Khánh cung cấp hoàn toàn là nhựa nguyên sinh, nhựa sạch, cho ra những sản phẩm rất là bắt mắt, rất là đẹp, thẩm mỹ cao và chất lượng tốt. Đây là tấm thanh lam 5 sóng quý vị nhìn này. Mẫu mã đẹp quý vị nha, cốt nhựa trắng, đều màu, chuẩn, nói chung là một mức độ là chuẩn mực về chất lượng. Kho hàng thì bây giờ cũng đang trong thời gian sắp xếp nên là hàng hóa chưa có về nhiều được. Cũng từ từ nhưng mà vẫn đang cung cấp, vẫn đang giao hàng cho toàn thể các quý vị. Quý vị nhìn thấy cốt nhựa của nó này, rất là dày dặn quý vị nha, cứng cáp dày dặn. Đấy. Và tấm này là toàn bộ là nhựa nguyên sinh, rất là dày và rất là đẹp quý vị ạ. Đấy. Và đây là một cái văn phòng anh em mình đang xây dựng theo hình thức là nhà tiền chế. Thì tới đây Nguyễn Khánh sẽ làm video về cái cách thi công cái tấm ốp tường, ốp trần để quý vị tham khảo quý vị ạ. Và tiếp theo đây là một cái lượng mẫu. Mình đã cung cấp mẫu rất là nhiều ra thị trường rồi và anh em vẫn tiếp tục cắt những cái bộ mẫu này để đi tới tay những anh chị, những bạn bè trong đồng nghiệp, trong vấn đề thợ thuyền cũng như là các cái đại lý ở khu vực. Đấy, hàng hóa luôn ổn định quý vị nha, rất là nhiều, rất là nhiều. Và tới đây bây giờ nó cũng cận Tết rồi nhưng mà vấn đề đầu năm mình sẽ cập nhật thêm các sản phẩm. Còn đây là tấm PVC quý vị nha, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam quý vị nha, xanh sạch đẹp luôn, không hề có mùi hôi quý vị nha, cam kết với quý vị là không có mùi hôi, cốt nhựa sạch, độ bền, độ dẻo, không có giòn quý vị nha, cam kết với quý vị là hàng đẹp, chất lượng. Và quý vị có thể tới trực tiếp địa chỉ kho bên Nguyễn Khánh để quý vị tham khảo, quý vị xem, quý vị cảm thấy là độ thẩm mỹ tốt, chất lượng cảm thấy ok, ưng lòng, ưng bụng thì quý vị lúc đó mới tiến hành mua. Cho nên Nguyễn Khánh đã đầu tư ra một cái kho ở khu vực mặt tiền như thế này để thuận tiện cho quý vị đi lại trong vấn đề mua hàng. Và đây là một số những cái mẫu sản phẩm tấm ốp tường phẳng rất là phổ biến, hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam với chất lượng cao. Những mẫu mã này đang có hàng sẵn tại kho. Nguyễn Khánh chia sẻ lên video để quý vị tham khảo. Và quý vị thích màu nào, vui lòng liên hệ với lại Nguyễn Khánh, số điện thoại 0948743274.
Và bây giờ thì Nguyễn Khánh cũng xin quý vị hãy cho Nguyễn Khánh xin một nút like cũng như là hãy chia sẻ video. Đặc biệt quý vị hãy nhấn theo dõi kênh để mình thường xuyên cập nhật những mẫu mã và những sản phẩm mới nhất. Chúc quý vị sang năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.